Tối ngày 26 tháng 7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xuất quân tham gia kiểm soát dịch COVID-19 trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triển khai 100% quân số, phối hợp với gần 400 chiến sĩ Trung đoàn Gia Định, Tiểu đoàn Kiểm soát Quân sự 31 trực tiếp tham gia. Bắt đầu từ 18 giờ cùng ngày, các lực lượng công an quân đội được tăng cường kiểm soát, lập các chốt để xử lý những trường hợp không nằm trong diện được ra đường sau 18 giờ. Trên tuyến quốc lộ 50, sau 18 giờ vẫn còn có một số trường hợp ra đường. Lực lượng chức năng đã tuyên truyền nhắc nhở để người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16. Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy tổ công tác trên tuyến quốc lộ 50 cho biết, lực lượng sẽ tuyên truyền nhắc nhở thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch. Nếu những trường hợp nào cố tình vi phạm sẽ được xử lý nghiêm. Trước đó, tại buổi lễ xuất quân, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các lực lượng chức năng phối hợp ở 3 cấp gồm cấp thành phố, cấp huyện và thành phố Thủ Đức và cấp xã phường. Thiếu tướng Trần Đức Tài nhấn mạnh, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sát cánh cùng với lực lượng Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao, cùng chung sức với cả hệ thống chính trị của Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch COVID-19. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Trung đoàn Gia Định triển khai thêm 12 chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tuần tra kiểm soát 24/24 giờ. Trung đoàn Gia Định phụ trách phương tiện bổ sung chiến sĩ tăng cường cho 90 chốt phụ tại các quận huyện. Ngoài ra, trung đoàn còn cắt cử lực lượng bảo đảm nơi ăn ở, ngủ nghỉ cho người dân trong khu cách ly tập trung, phục vụ điều trị các ca bệnh F0 trong các bệnh viện dã chiến và thực hiện các nhiệm vụ khác.